nói với vợ: hãy vui mừng trong Chúa vợ. Nói rồi khoanh tay thì nói với vợ mình: em ơi, em ơi, hãy vui mừng trong Chúa và hân hoan trong Chúa. Vì anh đã như thế nào mà em vui mừng trong Chúa và em hân hoan trong Chúa? Anh đã được ơn gì? Anh đã ơn khỏi uống rượu. Đúng quá này. Bây giờ vợ mà được ông chồng mà nói câu đó là sướng không? Sướng lắm. Mà vợ nào mà gặp ông chồng mà bảo: em ơi, em hãy vui mừng trong Chúa và hân hoan trong Chúa vì anh đã được ơn khỏi uống rượu. Con uống rượu bao nhiêu năm? Thưa cha, là con uống tầm 30 năm là con nghiện. Mới tầm 30 năm thôi, có thể là hơn mà nói nhẹ xuống, mới tầm 30 năm. Và nay con bao nhiêu tuổi? Thưa cha, con năm nay 50 tuổi. 50 tuổi mà mới tầm 30 năm là mới 20 tuổi là bắt đầu uống, cho đến năm 50 tuổi là 30 năm trời uống rượu. 30 năm trời uống rượu. Rồi trong lúc 30 năm trời đó thì con đã làm cái gì, chia sẻ cho mọi người rồi con mới được ơn bỏ rượu? Thưa cha, là trong 30 năm uống rượu thì vợ con rất buồn. Mà bản thân con nhiều lúc thì con cũng rất buồn vì con uống rượu. Thì đã hai lần con mua thuốc, con cai, con vợ con mua thuốc để con cai con uống, nhưng mà không thể cai được. Thế là cái năm cách đây 2 năm là con cũng, vợ con thì chủ yếu vợ con là cầu lòng thương xót Chúa nhiều. Thì cách đây 2 năm là con cũng quyết tâm là con không biết con, và hôm nay là mẹ con là cho bố uống một bữa thật say. Thì hôm ý là con cũng uống hết khoảng độ chai chai 5 cút thì chắc ở đây gọi là 2 xị gì đấy. Thế là con uống say là con lên giường con nằm. Con nằm từ đó đi là con bảo thôi bây giờ là cứ để rượu, tất cả rượu là cứ để in đấy là cho anh nhìn. Thì con cứ nhìn rượu là con không uống. Từ đó đi là con không uống, kể cả bia là con cũng không uống nữa. Từ 2 năm nay là một giọt rượu con không uống nữa. Thì cũng nhờ lòng thương xót của Chúa thì con nghe thường thường hàng ngày là con nghe nick của cha, ngày nào con cũng nghe là cha giảng. Thế lòng thương xót của Chúa thì là con cứ hàng ngày là ngày nào tối nào con cũng nằm con nghe. Là Chúa là vợ con cầu nguyện nhiều, chủ yếu vợ con cầu nguyện. À, con từ đó đi là con không thèm khát gì nữa mà con bỏ luôn rượu luôn. Trong 30 năm đó thì mỗi ngày con anh uống mấy cứng? Thưa cha, thì nếu bình thường thì con uống thì cũng hơi nhiều đấy, vì cứ uống thay nước luôn. Uống rượu uống thay nước mà suốt 30 năm uống hơi nhiều chứ chưa nhiều lắm, chỉ uống thay nước chứ chưa nhiều lắm. Rồi, mà chúng ta thấy một người mà 30 năm uống rượu mà Chúa ban cho được bỏ rượu mới được khỏe mạnh, nhìn hồng hào, béo tốt như ngày hôm nay. Rồi anh nghe tiếp là ai đưa cho anh cái máy lòng thương xót Chúa mà anh nghe, hay là ai giới thiệu cho anh biết về lòng thương xót Chúa, giáo điểm tin mừng mà anh nghe, rồi anh bỏ rượu và hôm nay anh đến đây làm chứng? Thưa cha, thì trước con nằm ở Sài Gòn này, cách đây khoảng độ 7-8 năm là con nằm ở Sài Gòn này. Sau con về Bắc thì trước cha ở Chí Hòa thì con cũng đã biết cha từ hồi ở Chí Hòa. Nhưng thời gian đấy là con cũng mải làm và lại cũng mải uống rượu nữa, cho nên là cũng không lên chút cha. Thế là từ cái hồi là con quyết tâm con bỏ rượu là con cũng mở mạng con nghe, rồi vợ con cũng cầu nguyện lòng thương xót tôi nhiều. Rồi Chúa đã ban và cộng đoàn cũng cầu nguyện nhiều cho con, cha cũng cầu nguyện cho con là con được bỏ. Còn rất cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn. Con hôm nay sao anh biết đây mà anh vô đây? Thì con cũng biết rất nhiều người ta đi rất nhiều, mà trên mạng thì hàng ngày con xem cha ở trên mạng thì cầu được rất nhiều ơn. Cho nên là con cố gắng một mình con từ ngoài Bắc. Thưa cha, là con ở Bùi Chu, mà con ở coi như là xứ Kim Thành. Con tên là Lương Văn Đệ, ở xứ Kim Thành mà địa phận Bùi Chu. Lương Văn Đệ, rồi. Đây là cái máy 365 bài giảng. Ở bên đó anh nghe là máy 500 hay là 300? Con nghe là cha là cả 500 cả 300. Thì con nghe nick của cha, con cứ mở mạng con nghe rồi. Rồi bây anh có muốn lấy thêm cái máy 365 bài giảng không? Con cũng xin cha để con về con kỷ niệm cho người khác. Xin về kỷ niệm cho người khác. Hay là cái chỗ không giữ cho mình mà kỷ niệm cho người khác. Và đây là móc khóa lòng của Chúa thương xót nha. Vâng. Một người mà 30 năm bỏ Chúa thì tôi nghĩ rằng anh xứng đáng đón rước Chúa về gia đình của anh. Và vợ anh có lẽ là người sung sướng nhất. Như lúc nãy anh nói, anh lặp lại, anh về anh nói lại với vợ. Là chỉ có em ơi, em đã sung sướng khi anh đã bỏ rượu.
sao thì cầm thế. Rồi cầm lên cái quạt nhé, mày biết cái quạt để làm gì không? Con có quạt rồi. Có quạt rồi, có quạt thì để làm gì? Cha cái để quạt cho em nó mát. Giỏi, cái quạt cho em nó mát. Em là vợ, có nhớ chứ có em nào khác nữa chưa?